thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu của kinh tế toàn cầu. Thành tựu từ cuộc cách mạng 4.0 cùng tác động từ đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng, thói quen thanh toán của người dân, từ đó góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt. Những đặc điểm vượt trội phù hợp với xu thế chuyển đổi số của loại hình thanh toán này mang đến nhiều tiện ích cho người dân trong kinh doanh, mua sắm. Quá trình linh hoạt thích ứng trong đại dịch Covid-19 đã mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy thanh toán số phát triển, trong đó có việc hình thành thói quen mua sắm chi tiêu không dùng tiền mặt của người dân. Nắm bắt xu thế tiêu dùng hiện đại này, các trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh, cửa hàng chủ động đầu tư trang bị đa dạng các phương thức thanh toán hiện đại như quẹt thẻ, chuyển khoản, quét mã QR, qua đó tạo sự thuận tiện cho cả người mua lẫn người bán. Từ khi cửa hàng mà áp dụng những cái phương thức thanh toán giống như là quét mã QR hoặc là bằng thẻ thì chị thấy nó tiện dụng hơn, thuận lợi hơn trong cái thời buổi mà 4.0 bây giờ. Tôi có làm cái quét mã QR nè, chuyển khoản nè. Tôi thấy cái đó nó tiện lợi cho mình một cái là mình kiểm soát được tiền của mình. Thứ nhất là mình không phải đem theo tiền mặt đấy, nhiều khi đánh rơi, đánh rớt rồi những cái số lẻ rồi đó, thì mình kiểm soát nó sẽ kỹ hơn. Có thể kể đến một số tiện ích nổi trội từ hình thức không dùng tiền mặt như thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Chỉ với một vài thao tác đơn giản trên thiết bị di động, người dùng có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua sắm tại bất kỳ địa điểm nào mà không gặp khó bởi khoảng cách địa lý. Độ chính xác cao khi cho phép người mua nhập đúng số tiền thanh toán, hạn chế mất thời gian kiểm đếm hay chờ thối tiền. Bên cạnh đó, khi sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, người tiêu dùng cũng tiết kiệm được chi phí mua sắm từ nhiều hình thức khuyến mãi của các tổ chức cung cấp dịch vụ, nhà bán hàng và trung gian thanh toán. Để khuyến khích khách hàng không sử dụng tiền mặt thì siêu thị Có Mắt Vĩnh Long đã triển khai thêm nhiều hình thức thanh toán như là chuyển khoản, quẹt thẻ, quét mã. Ngoài ra thì siêu thị Có Mắt Vĩnh Long cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi như là tặng mã giảm giá hoặc là tặng phiếu mua hàng khi khách hàng dùng hình thức không sử dụng tiền mặt. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong những tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nước tăng mạnh qua các kênh Internet, điện thoại di động, cả về số lượng và giá trị giao dịch. Đặc biệt, thanh toán qua phương thức QR code tăng trưởng mạnh nhất với hơn 161% về số lượng và 36,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Là chỉ đạo đôn đốc khuyến khích phát triển các cái sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với cái hành vi tiêu dùng ở khu vực nông thôn, gắn với thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm từng bước chuyển đổi cái thói quen thanh toán bằng tiền mặt sang cái sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. Các chuyên gia kinh tế nhận định thanh toán không dùng tiền mặt với những tiện ích mà nó mang lại sẽ trở thành sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong thời gian tới. Đây cũng là xu hướng tất yếu, qua đó góp phần thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.